Sáng ngày 25 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị An, sinh năm 1993, trú tại tiểu khu Phú Thịnh, thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, tù chung thân, và Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1992, ở gần nhà An, 20 năm tù về tội giết người. Đây là hai bảo mẫu đã có hành vi bạo hành gây nên cái chết cho bé trai 17 tháng tuổi, gây xôn xao dư luận hồi đầu năm 2023. Tại phiên tòa đã làm rõ, mặc dù không có bằng cấp chuyên môn về sư phạm, nhưng tháng 11 năm 2022, An và Lành rủ nhau cùng đứng ra mở lớp nhận trông giữ trẻ em. Ngày 23 tháng 2 năm 2023, chị T, sinh năm 1981, trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, đã gửi con trai là cháu D, sinh ngày 11 tháng 9 năm 2021, tại cơ sở trông giữ trẻ của An và Lành. Thấy cháu D quấy khóc nên An và Lành tiếp tục thực hiện hành vi giẫm đạp, tát cháu. Ngày 26 tháng 3, chị T tiếp tục gửi con tại đây. An thấy cháu D quấy khóc nên đã bực tức, ném cháu D xuống nền nhà và dùng chân đạp vào bụng cháu. Sau đó, An thấy cháu D bất tỉnh, miệng nôn nên đã gọi điện thoại cho chị T để thông báo tình trạng của cháu. Chị T đến nơi thấy cháu D trong tình trạng người lạnh, chân tay cứng, mắt nhắm, quần áo ướt nên đã cùng An đưa cháu đi cấp cứu. Chiều ngày 2 tháng 3, cháu D tử vong. Giám định pháp y kết luận, nguyên nhân cháu D tử vong là suy tuần hoàn hô hấp không hồi phục do chấn thương sọ não nặng.